Huấn luyện viên Kiatisak hết lời ca ngợi Quang Hải, coi như là trợ lý ở Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Kiatisak tiếp tục dành những lời khen đặc biệt cho Quang Hải sau khi tỏa sáng giúp Công an Hà Nội giật lại một điểm trước Hà Tĩnh ở vòng 12V. League 2023-24. Chúng tôi biết câu lạc bộ Hà Tĩnh sẽ đá phòng ngự và họ từng thắng nhiều trận 1-0, nên chúng tôi không chủ quan. Nhưng do hiệp 1 không ghi bàn, hiệp 2 lại bị phạt đền nên các cầu thủ câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tương đối nóng vội. Huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ sau trận hòa 1-1 hú vía trên sân nhà trước Hà Tĩnh. Trận này chẳng hề dễ dàng. Về, lít luôn rất khó. Dù đá sân nhà nhưng chúng tôi cần tới may mắn ở trận này khi Quang Hải gỡ hòa 1-1. Huấn luyện viên Kiatisak khẳng định, các tuyển thủ Việt Nam của câu lạc bộ Công an Hà Nội như Quang Hải, Văn Thanh, Việt Anh, Tấn Tài đều đang đạt phong độ rất tốt khi được ra sân thường xuyên. Trong trận này, Hồ Tấn Tài không góp mặt khi chịu án treo giò, với 3 tấm thẻ vàng kể từ đầu mùa. Quang Hải chơi cực hay dưới thời huấn luyện viên Kiatisak? Với các tuyển thủ quốc gia, 4 trận rồi họ chơi 90 phút. Theo đánh giá của tôi, hiệu quả thi đấu của họ là rất cao. Đặc biệt là Quang Hải. Với Quang Hải, cậu ấy là cầu thủ toàn diện, cũng như Việt Anh hay Tấn Tài. Với tôi, đội trưởng như trợ lý của tôi vậy. Tôi luôn trao đổi chiến thuật với cậu ấy. Quang Hải đã có thể di chuyển linh hoạt từ phòng ngự đến tấn công, chạy chỗ linh hoạt. Tôi rất hài lòng với phong độ của Quang Hải. Huấn luyện viên Kiatisak dành lời khen cho Quang Hải cùng các trụ cột của Công an Hà Nội. Sau trận hòa Hà Tĩnh, Công an Hà Nội sẽ chạm trán với thể công Việt Teo, đối thủ đang sa sút trong thời gian qua. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Thái tỏ ra khá thận trọng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội luôn tôn trọng mọi đối thủ. Lờ Bông An Hà Nội sẽ tiếp tục thay đổi chiến thuật để ra sân trận gặp câu lạc bộ thể công Việt Teo với phong độ cao nhất. Họ là đối thủ mạnh, nên chúng tôi phải cẩn trọng dù được đá sân nhà, huấn luyện viên Kiatisak nhấn mạnh.